Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đông Anh. Kính thưa các vị đại biểu, các ông bà, cô bác, các anh chị và quý vị đại biểu đại diện cử tri của huyện Đông Anh. Tên tôi là Trần Thế Cương, bí danh là Trần Vĩ, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1973. Quê quán tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Chức vụ hiện nay là thành ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Tôi rất vinh dự và tự hào được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cơ quan công tác và cử tri nơi cư trú giới thiệu tôi là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Và hôm nay tôi rất phấn khởi cùng các ứng cử viên của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được tiếp xúc với các cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh tổ chức. Đặc biệt, đối với tôi là được trở về quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi cha mẹ tôi và gia đình tôi hiện đang sinh sống. Cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị cử tri lời chào kính trọng, lời chúc sức khỏe và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, các quý vị cử tri, các bác, các đồng chí vừa nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh giới thiệu tiểu sử của bản thân tôi, và tôi xin nhấn mạnh một số nội dung như sau. Tôi xuất thân từ một gia đình ở nông thôn, gia đình hiếu học, gia đình có truyền thống cách mạng tại huyện nhà. Ông nội tôi là cựu tù Côn Đảo, ông ngoại là liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1950, chú ruột là liệt sĩ năm 1968, bố tôi và bác ruột là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Quảng Trị năm 1968. Tốt nghiệp trung học phổ thông thì tôi theo học các trường đại học cao đẳng và cao học ở các nghiên cứu sinh các trường trên địa bàn của thành phố Hà Nội. Với 8 năm tham gia công tác đoàn và phong trào sinh viên tại Thành đoàn Hà Nội và Hội sinh viên thành phố, giữ chức danh là Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên thành phố, và gần 10 năm công tác ở tại văn phòng Ủy ban thành phố, cũng như là các đơn vị như ở quận Bắc Từ Liêm, thì tôi đều trải qua các chức vụ công tác và các đơn vị công tác của mình. Đó là trưởng phòng văn hóa khoa giáo của văn phòng Ủy ban thành phố, thế rồi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, là đại biểu của Hội đồng Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, là Phó Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố, là Ủy viên Thường trực đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, là trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng thành phố, là Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban dân quận Bắc Từ Liêm, là Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm và là thành ủy viên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Ở bất cứ một cương vị nào, tôi đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được các đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Kính thưa quý vị đại biểu, các quý vị cử tri, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, nếu được cử tri huyện Đông Anh và được Hội đồng Nhân dân thành phố tín nhiệm, bầu tôi là đại biểu Hội đồng thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, thì tôi có thêm nhiều cơ hội được rèn luyện, phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương Đông Anh và cho thành phố Hà Nội. Về khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, thì tôi thấy mình có nhiều thuận lợi, đó là được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác từ thành phố đến cơ sở. Nếu được trúng cử là đại biểu Hội đồng thành phố, tôi xin được báo cáo với quý vị cử tri về trọng tâm chương trình hành động gồm có 3 nội dung chính như sau. Nội dung chính thứ nhất, đó là liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình ứng cử, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để truyền tải kịp thời, khách quan, trung thực những ý kiến đó tới diễn đàn của Hội đồng Nhân dân thành phố và tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri và dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri. Từng bước nâng cao chất lượng công tác khảo sát, giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó tập trung khảo sát, giám sát việc thực hiện pháp luật, nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp, giám sát theo chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết đến cùng các ý kiến, kiến nghị để tháo gỡ những khó khăn và làm sáng tỏ những vấn đề mà cử tri quan tâm. Tích cực tham gia các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố, thảo luận và bày tỏ ý kiến về các nội dung được bàn tại kỳ họp và xây dựng nghị quyết,
đề xuất để Hội đồng Nhân dân thành phố bàn và quyết định những vấn đề lớn liên quan đến sự phát triển của thủ đô trong 5 năm tới, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 đã đề ra. Về nội dung chính thứ hai, đối với quê hương Đông Anh, vùng đất có bề dày ngàn năm lịch sử, có truyền thống văn hóa cách mạng, một trong những cái nôi của nền văn minh sông Hồng, là địa phương có nhiều di tích có giá trị tiêu biểu như di tích quốc gia đặc biệt thành Cổ Loa, một trong những địa danh khởi đầu của lịch sử dựng nước, như địa đạo kháng chiến Nam Hồng, đền Sái thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, như làng múa rối nước Đào Thục, vân vân. Và trên địa bàn huyện còn có một số làng nghề truyền thống đang được đầu tư và phát triển mạnh tại các xã như xã Liên Hà, xã Vân Hà và xã Dục Tú, vân vân. Vùng đất địa linh nhân kiệt kết tinh qua mấy ngàn năm đã hung đúc nên đất và người của Đông Anh bản lĩnh anh dũng quật cường trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Trong quy hoạch chung của xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định Đông Anh nằm trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch đã được Chính phủ và thành phố phê duyệt, là đầu mối giao thông quan trọng nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh thành phía Bắc, là đô thị lõi và có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong những năm qua, Đông Anh đã từng bước cụ thể bằng đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho lao động địa phương của vùng và hàng năm thì thu ngân sách đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh đã đón nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và thành phố trao tặng, và trải qua hơn một nửa thế kỷ để trở thành đơn vị hành chính và gắn bó máu thịt với sự phát triển của thủ đô. Cùng với thủ đô thì Đông Anh đang ra sức tập trung phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tiếp tục vun đắp chung tay xây dựng một thủ đô Hà Nội xanh, văn hiến, văn minh hiện đại và sẽ trở thành quận trong tương lai không xa. Tôi cũng như người dân huyện Đông Anh rất tự hào với điều đó. Với tôi, ngoài tự hào về quê hương, còn là sự biết ơn với người dân Đông Anh, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Đông Anh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi, đùm bọc tôi, cho tôi có mặt tại ngày đây ngày hôm nay. Và tôi cũng rất vinh dự được ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại tổ bầu cử số 21 của huyện Đông Anh. Và nếu được trúng cử là đại biểu Hội đồng thành phố thì tôi sẽ quan tâm để truyền tải đến Hội đồng thành phố và tham mưu với 4 vấn đề của huyện như sau. Vấn đề thứ nhất tôi quan tâm đó là triển khai thực hiện chương trình 06 của Thành ủy về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn của huyện. Với huyện Đông Anh thì nơi có truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng, một trong những cái nôi của nền văn minh sông Hồng, thì việc triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình 06 của Thành ủy là hết sức quan trọng. Trong thời gian tới thì tôi cùng với các đồng nghiệp tại Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp chặt chẽ với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Đông Anh về việc xây dựng kế hoạch, quan tâm, đề xuất để bố trí những nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh trên địa bàn huyện. Tôi cũng rất quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn huyện, đặc biệt là đầu tư tu bổ, tôn tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại di tích quốc gia đặc biệt thành Cổ Loa, di tích đền Sái, thế rồi làng múa rối nước Đào Thục, địa đạo kháng chiến Nam Hồng, và đặc biệt nữa đó là trùng tu xây dựng mới đền thờ Ngô Quyền ở khu di tích Cổ Loa. Đây sẽ là tiền đề cho việc giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa và phát triển du lịch trên địa bàn của huyện Đông Anh. Vấn đề thứ hai tôi quan tâm đó là thực hiện chủ trương của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về phát triển huyện Đông Anh thành quận vào năm 2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đông Anh đã thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 28 của Đảng bộ huyện, tạo thế và lực để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đề án xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 đã được Ủy ban thành phố phê duyệt tại quyết định số 5858 ngày 21 tháng 10 năm 2019. Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 28 cũng đã ban hành nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận và xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng mang tính lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh.
huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện 15 đề án thành phần, 24 đề án xây dựng xã, phường, thị trấn trở thành phường và phát triển Đông Anh trở thành đô thị văn hóa hiện đại. Với trách nhiệm là người con quê hương Đông Anh, là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tôi cũng sẽ cố gắng phối hợp với các cấp các ngành và các đồng chí trong huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và toàn thể nhân dân huyện Đông Anh cùng chung tay góp sức để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và rất quan trọng này. Vấn đề thứ ba tôi quan tâm đó là phát triển phong trào thể thao trên địa bàn của huyện Đông Anh, đặc biệt là phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, thể thao trong trường học, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, thể thao cho mọi người để nâng cao sức khỏe, thể chất cho người dân Đông Anh, là nơi ươm mầm bồi dưỡng các tài năng cho thể thao thành tích cao. Và trong thời gian vừa qua, ngành thể thao của thủ đô Hà Nội của chúng tôi cũng đã đón nhận được cái sự đóng góp và tham gia của rất nhiều các vận động viên thể thao của huyện Đông Anh cho cái nôi của thể thao Hà Nội. Thế và cũng sẽ rất là quan tâm phát triển cái phong trào thể thao trong trường học, trong các khu công nghiệp, chế xuất thể thao cho mọi người, tăng cường lắp đặt các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao tại các vườn hoa, công viên, khu vực công cộng phục vụ nhân dân luyện tập, nâng cao sức khỏe thể chất như trong thời gian vừa qua huyện Đông Anh đã làm và thời gian tới sẽ tăng cường làm cái nội dung này hơn. Về vấn đề thứ tư tôi quan tâm đó là trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang phát triển rất là nhanh trên thế giới, trong đó có Việt Nam, và huyện Đông Anh của chúng ta cũng là một trong những địa bàn trọng tâm trọng điểm mà hiện nay thành phố Hà Nội cũng đang dành toàn tâm toàn lực để cùng với nhân dân và chính quyền lãnh đạo huyện Đông Anh dập tắt các cái ổ dịch đang xuất hiện ở trên huyện Đông Anh. Thì tôi với trách nhiệm là Giám đốc Sở Văn hóa cũng đã chỉ đạo các cái di tích danh lam thắng cảnh ở trên địa bàn, đặc biệt đó là có khu di tích cổ loa, cũng đã tiến hành thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện hai quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố, trong đó có huyện Đông Anh, để góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp, những việc làm tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thủ đô, nhân dân huyện Đông Anh, nâng cao hiệu quả về phòng chống dịch COVID-19. Nội dung thứ ba, đó về phía cá nhân tôi, thì tôi sẽ không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn trên các lĩnh vực, luôn rèn luyện có sức khỏe khi tham mưu và triển khai công việc, cũng đặt địa vị mình vào nhân dân, luôn lắng nghe, luôn tiếp thu phân tích những ý kiến của người dân để khi tham gia phát biểu chính kiến của mình trong Hội đồng Nhân dân thành phố, luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và cho dù ở bất cứ cương vị nào, tôi cũng luôn là công dân tốt và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không tham nhũng tiêu cực, chống lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm. Với tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình trong xây dựng chương trình hành động và báo cáo trước cử tri, nếu chúng cử là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có điều kiện được triển khai và cụ thể hóa chương trình hành động của mình. Tôi chân thành mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các ông, các bà, các cô bác, anh chị và các đồng chí, đồng nghiệp, các quý vị đại biểu để hoàn thiện các nội dung chương trình hành động của tôi. Trân trọng cảm ơn Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh và các cơ quan đơn vị đã giúp đỡ tôi và các ứng cử viên được gặp gỡ tiếp xúc cử tri trong ngày hôm nay. Tôi rất mong và hy vọng nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của các quý vị cử tri quê hương Đông Anh và quý vị đại biểu vào ngày bầu cử 23 tháng 5 tới để tôi trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc quý vị cử tri, các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Và thông qua quý vị cho phép tôi gửi lời kính chúc sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng tới toàn thể cử tri của huyện Đông Anh. Kính chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh quyết tâm xây dựng huyện thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Xin trân trọng cảm ơn.